Tử vi tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Quý vị thân mến, trên đời này có lẽ là chẳng ai không muốn biết trước số mệnh của mình là tốt đẹp. Làm việc gì cũng được thuận buồm xuôi gió, cuộc sống thì luôn được khỏe mạnh, hạnh phúc và ấm êm. Chẳng bao giờ cần phải lo nghĩ về tiền. Số mệnh con người tốt hay xấu phụ thuộc rất nhiều vào các yếu tố, trong đó thì việc chúng ta cầm tinh con giáp nào cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Vậy thì trong lục thập hoa giáp, con giáp nào được trời định là người tốt số, trời sinh mang mệnh phú quý trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần này? Chỉ cần sống chân thành sẽ được phúc đáp xứng đáng, hưởng cuộc sống thật toàn, thập mỹ đủ đầy. Như quý vị đã biết thì cuộc sống con người sợ nhất đó là cảnh nợ nần túng thiếu, đúng không ạ? Tuy nhiên thì mỗi người, mỗi hoàn cảnh và buộc họ phải đối diện với cuộc sống mà đôi khi là mình không mong muốn. Trời sinh thì ai cũng có được số mệnh riêng. Ở những khó khăn trong cuộc đời thì đôi khi cũng chỉ là những thử thách mà chúng ta ai cũng phải vượt qua để có thể trưởng thành. Tử vi số mệnh trong tháng 2 âm lịch năm 2022 nhâm dần này sẽ có mệnh chủ là số hưởng. Mặc dù có số bôn ba vất vả, thậm chí là còn nợ nần túng thiếu chồng chất trong năm 2021 Tân Sửu, nhưng chắc chắn mọi việc sẽ trở nên suôn sẻ bắt đầu từ tháng 2 âm lịch này. Đặc biệt là trong khoảng thời gian này trở đi thì sẽ có nhiều quý nhân phù trợ. Vì vậy mà tương lai phía trước sẽ vô cùng rộng mở, nhà cao cửa rộng, sống trọn vẹn đến cuối cuộc đời. Vâng, và không để cho quý vị chờ đợi lâu hơn, hãy cùng với Phong Thủy Gia Cát và Diễm Quỳnh đi tìm hiểu về vận trình tuổi Tân Mão trong tháng 2 âm lịch này quý vị nhé. Xin mời quý vị. Sau đây là phần tổng quan của các gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951 trong tháng 2 âm lịch năm 2022. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951, năm mệnh có mệnh Tùng Bách Mộc, gỗ cây tùng, là những người yêu thích sự yên tĩnh, có tính cách ôn hòa. Người này có phần thiếu quyết đoán, kém nhanh nhạy nên hay bỏ lỡ những thời cơ tốt, sống rất tình cảm với mọi người. Tuy vậy, họ lại hay tiêu xài hoang phí, không biết tiết kiệm tiền bạc. Tuổi Tân Mão là người thông minh, đôi khi sắc sảo, hơi thái quá và thậm chí có thể là người láo lỉnh, nhiều trò. Về mặt ưu điểm, họ là một kho ý tưởng tuyệt vời và hết sức tháo vát. Họ có thể dễ dàng tìm đủ cách thoát khỏi bế tắc. Người tuổi Tân Mão sống rất tham vọng và thường được bảo đảm về mặt tài chính, nhất là không dính vào cờ bạc. So với các tuổi Mão khác, tuổi Tân Mão tỏ ra kiên định hơn cả về tâm lý lẫn thể chất. Tuy nhiên, họ lại kém mềm dẻo và ít khi nghe theo lời khuyên của người khác. Điều này có thể ảnh hưởng không tốt tới các mối quan hệ và công việc. Với bản chất lãng mạn, họ chỉ làm việc hiệu quả khi hứng khởi và có thể rơi vào tâm trạng buồn chán. Sức khỏe của gia chủ tuổi Tân Mão trong tháng 2 âm lịch không được đánh giá tốt, suy yếu đi nhiều, cần phải đặc biệt quan tâm đến các bệnh liên quan đến huyết áp. Gia đình cũng sẽ gặp những chuyện buồn đưa tới, vợ chồng con cái không được vui vẻ và dễ xảy ra bất hòa. Vậy nên trong tháng cần phải điều chỉnh tâm lý, thay đổi một số thói quen sinh hoạt trước kia, hòa hợp với gia đình con cái, tận hưởng quãng thời gian về hưu đúng nghĩa. Xét về thiên can, Tân âm kim gặp quý âm thủy nên gọi là thiên ấn, nghĩa là bản thân được sinh phù. Trong tháng này, những gia chủ tuổi Tân Mão nếu có cơ hội nên chủ động chấp nhận thử thách để có kết quả tốt hơn. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Quý gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951, nếu vẫn còn đang theo đuổi sự nghiệp thì đây là một tháng khá thuận lợi đối với bản mệnh, nhất là những người làm trong lĩnh vực hợp tác làm ăn có thể nhận được một khoản lời lãi nhất định. Những người làm lãnh đạo, kinh nghiệm làm việc, sự nhiệt tình, cứng rắn của bạn rất được lòng đồng nghiệp và sự tôn trọng của cấp dưới. Thời điểm này bạn nên tham gia vào các hoạt động phúc lợi công cộng, đó cũng là hoạt động ý nghĩa giúp bạn lấy lại tinh thần. Tuy nhiên dù sao thì gia chủ cũng là người đã có tuổi. Việc quan trọng nhất là giữ gìn sức khỏe, chớ nên suy nghĩ nhiều hoặc quá tập trung cho sự nghiệp, bởi như vậy sẽ đem lại tác động xấu đối với sức khỏe của bạn. Năm nhâm dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc đại tướng quân. Dưới chân của đại tướng quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn, bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy Lộc Tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho quý gia chủ tuổi Tân Mão để có thể mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay.
vậy nên gia chủ hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài thái tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Tình hình tài chính khá tốt đẹp, về cơ bản gia chủ vẫn duy trì được khoản tiền đều đặn hàng tháng từ lương hưu, tiền tiết kiệm, tiền cho thuê nhà cửa. Bên cạnh đó gia chủ cũng nhận được sự quan tâm về mặt tiền bạc đến từ con cháu trong nhà. Tuy nhiên mức chi tiêu của gia chủ trong tháng cũng khá lớn, có nhiều chuyện bạn không thể không ứng tiền ra như chuyển nhà, mời khách hay xui hơn là phạm luật bị phạt. Tất cả những chuyện đó đều mất một khoản lớn trong thu nhập của con giáp này, khiến cho gia chủ rơi vào cảnh túng thiếu, giật gấu vá vai. Người tuổi Tân Mão sinh năm 1951 nên có kế hoạch chi tiêu hợp lý, có được khoản tiết kiệm phòng bệnh tật, ốm đau sau này. Để tiếp tục cải thiện vận may trong tài lộc, thầy Gia Cát khuyên quý gia chủ hãy luôn mang theo bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, hợi, mão, mùi, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, mà từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt, vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho các quý gia chủ để có thể mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tháng này gia chủ cần phải chú ý giữ gìn sức khỏe của mình, không nên lao động quá sức. Đặc biệt là khi đối diện với những biến cố của cuộc sống thì người tuổi này tránh suy nghĩ quá nhiều bởi mọi chuyện đâu khắc có đó. Người cao tuổi thường gặp các vấn đề về tim mạch, huyết áp, thần kinh, cần phải rèn luyện sức khỏe hợp lý, không nên làm việc quá sức. Nên theo dõi sức khỏe thường xuyên, có chế độ ăn uống phù hợp với độ tuổi. Cuối tháng này có thể xảy ra tai nạn khi di chuyển, gia chủ hết sức lưu ý. Các quý gia chủ tuổi Tân Mão hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây chính là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm có thể phát huy được tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang trì chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của gia chủ tuổi Tân Mão. Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần, các mối quan hệ có thể không suôn sẻ cho các quý gia chủ tuổi Tân Mão sinh năm 1951. Những người tuổi Tân Mão cần phải giao tiếp nhiều hơn với bạn đời và lắng nghe nhau. Thỉnh thoảng trong cuộc sống bạn có thể cãi nhau với bạn đời về những chuyện vặt vãnh hoặc những quan điểm khác nhau về điều gì đó. Ngay cả khi bạn giận dữ với nhau, nó sẽ không tồn tại lâu hoặc dẫn đến chiến tranh lạnh. Rốt cuộc bạn đã sống với nhau trọn đời, vì vậy bạn biết nhau rất rõ và có thể thể hiện sự cân nhắc và bao dung cho nhau. Tháng này gia đình bạn sẽ gặp những xích mích cãi vã tranh luận giữa bố mẹ và con cái. Là người chủ gia đình, hãy giữ bình tĩnh và tìm lối giải quyết vấn đề tồn đọng thấu đáo nhất, tránh làm sứt mẻ tình cảm gia đình. Tổng quan tháng 2 âm lịch năm 2022, tháng Quý Mão, năm Nhâm Dần. Tháng 2 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ 1 tháng 2 năm 2022 và kết thúc vào ngày 29 tháng 2 năm 2022, tức ngày 3 tháng 3 năm 2022 đến 31 tháng 3 năm 2022 dương lịch. Tháng 2 Quý Mão có nạp âm là Kim Bạc Kim, tháng Mão lục hợp tuất, tam hợp mùi và hợi thành mộc cục, xung dậu, hình tý, hại thìn, phá ngọ và tuyệt thân. Đối với người tuổi Mão trong tháng 2 âm lịch này sẽ cần phải tránh các ngày. Ngày âm lịch, ngày 7 tháng 2 năm 2022, tức ngày 9 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Tân Dậu, có nạp âm là Thạch Lựu Mộc. Ngày âm lịch, ngày 19 tháng 2 năm 2022, tức ngày 21 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Quý Dậu, có nạp âm là Kiếm Phong Kim. Đây chính là hai ngày không được cắt lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tân Mão. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý và tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết, không nên vung tay quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tân Mão trong tháng 2 âm lịch năm Nhâm Dần 2022, ngày âm lịch ngày 8 tháng 2 năm 2022, tức ngày 10 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Nhâm Tuất, có nạp âm là Đại Hải Thủy. Ngày âm lịch ngày 20 tháng 2 năm 2022, tức ngày 22 tháng 3 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Tuất, có nạp âm là Sơn Đầu Hỏa.
Đây chính là hai ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc lựa chọn ngày tốt cũng cần phải phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu, họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại, hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp đến số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Thưa quý vị, trong cuộc sống thì không phải ai cũng luôn gặp được may mắn và thành công. Mỗi năm thì vận hạn của mỗi người sẽ khác nhau, và chính vì thế mà chúng ta luôn phải vững tin vào cuộc sống đầy chông gai này. Qua phần luận giải của phong thủy gia cát thì quý vị đã phần nào nắm được vận hạn của mình và biết được trong tháng 2 âm lịch thì chúng ta sẽ có được những vận hạn như thế nào, may rủi ra sao, và từ đó thì sẽ có được những bước đi vững chắc hơn trong tương lai. Rất cảm ơn tất cả quý vị đã quan tâm theo dõi và đồng hành cùng với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua. Còn bây giờ thì xin mến chào tất cả quý vị, hẹn gặp lại tất cả quý vị trong những nội dung tiếp theo.